Vâng, xin chào các bác. Hết lễ rồi. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu với công việc bình thường. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bác một đôi loa của hãng Victor. Đôi loa có mã là GS606. Có cấu tạo gồm 3 loa trên thùng, loa bass 27, một bass 27 và loa trung loa tép. Loa bass thì màng giấy viền viền cao su. Tôi mở cái căn cho bác xem. Đây viền cao su. GS606. Tôi đo kích thước cho bác xem. Loa này kích thước bề ngang là 40 cm. Loa khá to này. Bề cao là sao này? 80 cm. Bề sâu là 29, bề sâu 29. Có mã là GS606. Công suất loa là 60W. Đấy, một đôi loa to thế nó chỉ 60W thôi. Bass 27. Bass này thì đúng một loa này nó lõm ở bên trong, nó không lồi. Màng giấy. Trên loa có lỗ thông hơi. Tôi quay mặt sau cho bác xem. Trước tiên tôi cứ giới thiệu sơ rồi tôi sẽ mở nhạc to các bác nghe. Mặt sau nhìn qua còn khá là mới. Tất nhiên là mới nhưng không thể tránh khỏi góc cạnh bị trầy. Sản xuất tại Nhật Bản. Mặt sau còn rất vàng và mới. Nên tôi quay lại mặt loa để mở nhạc to các bác nghe. Cao 80, rộng 40. Bass 27, công suất 60W của loa. Loa này thùng to nên các bác hoàn toàn có thể hát được karaoke. Ngoài nghe nhạc có thể hát được karaoke. Thùng to lên là tiếng trống nó rất là mạnh. Chiều nào bên lối xưa. Tôi bán với giá là 7,5 triệu đồng. Tim rào rạc theo sau nhớ, cách chia xuôi biệt lên. Lòng xím như tim vỡ giữa trời tăng, mất đi bao niềm tin. Tình xím không đem đến những yên vui khi sắc tim vì yêu xin màu tím, thế nên xin quạnh hiu. Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm, tránh sao cho khỏi rét. Nàng yêu xin yêu thắm thiết say mê, yêu sắc tím. Trên loa này có một loa bass nó bị một cái vết nhỏ thủng vào bên trong, nhỏ như đầu que diêm thôi. Nên là tôi bôi tỉ cám cưa vào nên nó rộng, trông nó hơi to. Thủng này thì nó không ảnh hưởng chất âm, nó chỉ trông nó không được đẹp như bình thường thôi. Tôi bôi tỉ cám cưa vào thì nó rộng nó to này, còn bình nó chỉ thủng như một cái lỗ que đầu que diêm thôi. Đây, công số nha. 606 8 ohm, công suất 60W. Bây giờ còn đâu sáng xưa với giọng cười. Đơn cao su màng giấy. Tiếng nói ngọt ngào. Bán với giá 7,5 triệu đồng. Vì như thế đôi
rồi xin vắng đi nàng chẳng còn ra hay xin để xin tím càng tổ thêm màu tím tím ơi gieo buồn thêm đường xưa đây nay vắng bóng nàng đi bốn tên như quạnh trong nỗi nhớ khôn nguôi gây luyến tiếc cho đời. Loa Victor chính là loa của JVC, xuất khẩu thì nó gọi là JVC, còn nội địa thì họ gọi là Victor. Loa này nó có biểu tượng là con chó thổi kèn. Loa vừa nghe nhạc và hát karaoke được. Trên đường Lê Trọng Tấn và đường Quang Trung ở trung tâm Hà Đông luôn, nằm ngay cạnh ngã tư Văn Phú. Loa tôi bán với giá 75 triệu đồng. Cảm ơn các bác đã theo dõi.